Hello, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình review cho các bạn xem lại cái cây dâu tây này, là cây dâu tây mình vừa làm video cho các bạn xem. Mình phục hồi nó bằng phân mít cho các bạn. Hôm mà mình làm cho các bạn xem, khi mà mình phục hồi nó, mình cho phân mít cho, thì bây giờ các bạn thấy rõ. Hôm đó có chỉ có là hai lá thôi, lá này và lá này. Mà hai lá này bây giờ nó lớn thì nó cho được ba lá rồi các bạn này. Ba lá nhỏ ở dưới. Đây là một lá nhỏ, đây là một lá nhỏ, và đây cũng là một lá nhỏ, ba lá nhỏ. Sau một tuần thôi các bạn. Các bạn vừa xem rồi, các bạn cũng thấy mình phục hồi phần phân mít cũng nhanh lên lắm các bạn ơi. Ba lá mới ra đây, có một lá gọi là lá công năng đây các bạn này. Đây là lá công năng thứ nhất. Và cái hoa cũng sắp nhú ra đây các bạn. Đây, cái hoa sắp nhú ra các bạn này. Các bạn thấy phân mít này cũng hiệu quả. Cái hoa này là sắp ra đây các bạn này. Nó ra một cái hoa đầu tiên sau một tuần lễ. Và ba lá nhỏ các bạn bây giờ đã trở thành là năm lá. Một lá, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá. Nhưng hôm nay là cái lá này là lá lớn nhất. Mình thấy cái hư chỗ này các bạn nha. Mình bỏ cái lá này đi các bạn ơi. Bỏ một cái lá hư này các bạn ạ. Các bạn thấy nhanh không? Phần mít này nó cũng tốt lắm các bạn ơi. Mới có một tuần lễ mà bây giờ cái cây của mình nó phát triển như vậy đó. Các bạn cố gắng theo dõi để biết cái chậu treo của mình nó sẽ tiếp tục nó phát triển như thế nào các bạn, sau khi phục hồi đó các bạn. Thôi bây giờ mình hái những cái trái chung quanh này, mục đích để mình lấy hạt của nó các bạn nghe. Hạt của nó là hạt li ti, các bạn thấy li ti ở trên cái này đây, cái trái của nó. Mình lựa những cái trái chín mà lớn, tại vì có một số bạn yêu cầu là mình lấy hạt để mà mình phơi khô các bạn nhé. Rồi mình sẽ phục vụ cho những bạn yêu cầu đó các bạn nha. Các bạn có số bạn ở xa không mua được dâu, tại vì mình không bán được các bạn. Cho nên bây giờ mình phá những trái, mình lựa trái lớn đi các bạn, để mình làm hạt phơi khô. Bây giờ mình tiến hành hái thôi các bạn. Bây giờ mình lần lượt ra trước đây các bạn, rồi mình sẽ vô sau lại. Đây, hai những cái thạch chín tương đối lớn, mình sẽ ra trước đây các bạn. Các bạn đi theo mình ra phía trước đây các bạn nhé. Đây có trái nữa mà không lớn. Đây có một trái cũng chín, rất là chín và lớn. Trái này cũng có thể được. Lấy hạt đi. Phía này bên hông nhà mình, đường ra phía trước thì các bạn. Đây nha các bạn. Những trái này là để giống rất là đẹp các bạn ơi. Những trái này đây. Cái này chà hơi xanh, nhưng mà cái này để mình để riêng, để mình sẽ ăn cái này thôi. Cái này hơi xanh. Đây, cái này được. Đây, cái này vì để giống cho nên mình phải hái những trái cho nó đẹp các bạn.
Cái này đến ngày mai hái đi, xanh quá. Các bạn ơi, cái này chín như thế này là tốt lắm các bạn. Các bạn thấy hột nó rất nhiều đó các bạn. Hột nó màu trắng đó các bạn nha. Thế này được. Trước này đã hết rồi các bạn ơi, thôi mình tiếp tục ra sao lại các bạn. Các bạn thấy cái mận cầu đây các bạn. Mận cầu ngồi trước đây các bạn. Mận cầu xiêm các bạn. Trái chín bên kia các bạn. Lên lên đầu nha các bạn. Mà trước mình hái được một ít đây các bạn này. Bây giờ mình tiếp tục ra phía sau, mình lên đầu mình sẽ hái tiếp tục nha các bạn. Các bạn có nhu cầu thích giống của mình đó các bạn thì các bạn có bình cho mình biết, mình sẽ phơi rồi mình sẽ để cho những các bạn mà ở xa cần giống của mình đó các bạn, mình mang theo cái rổ nữa các bạn, bỏ trái nhỏ, những trái sáu mình bỏ riêng các bạn, còn bây giờ mình bỏ những cái trái đẹp đó các bạn, bỏ thành hai loại. Ngày mai mình sẽ cho nó vào cái mặt báo đó các bạn, mình cắt mình cho vào mặt báo rồi mình sẽ phơi khô các bạn nha. Đây các bạn, mình hái mấy cái vạt rồi, có mấy cái trái xinh thôi các bạn, còn mấy trái nhỏ thì mình có khi mình bỏ riêng. Mấy trái mà nó xinh xinh đó thì mình sẽ làm giống. Có rổ bên đi, mấy trái nhỏ để riêng. Đây các bạn, ngồi xuống đây luôn, mình lên cái cấp. Bây giờ mình ngồi hái những cái trái nhỏ đi, trái lạc vạc, tại vì những cái vạt dao này là mình không bón phân cho nó, cho nên nó nhỏ trái. Mình hái mấy trái nhỏ này để mình dùng, còn trái lớn thì mình sẽ vạt nó ra nó khô. Cái này có thể làm giống được này. Cái này nó chín mà cũng đẹp. Theo một số yêu cầu của các bạn thì nó là nếu mình ở xa mình không gửi được cho các bạn về cây hay là bán cây cho các bạn thì mình cố gắng làm giống, thì bây giờ mình cũng cố gắng mình làm giống đây các bạn. Bỏ mấy trái xanh nữa ngồi. Một trái lớn là mình làm giống được hết. Tuy là ương nó cũng hơi vất vả và nó rất khó lên các bạn nha, nhưng mà các bạn tham khảo kỹ là các bạn ương. Mình cũng sẽ làm video mà nó cũng đơn giản thôi các bạn ơi, mình bỏ đại trên một cái mặt đất ở trong chậu, mình cho vào một cái chậu mà đất ẩm ướt là nó sẽ nứt hết rồi các bạn ơi, nó sẽ lây hết thôi. Giờ mình hái chung quanh những cái vật đặc vật. Đây các bạn, cái này làm giống rất là tốt các bạn, chín đỏ rồi. Mình sẽ tính theo lạng tươi thôi các bạn nha. Nếu như mình làm giống mình để cho các bạn thì mình sẽ tính theo một lạng, là có thể là
20.000 đó bạn, một lạng dâu tay 20.000 đó các bạn. Tại vì thị trường người ta bán tại Đắk Lắk từ 200 tới 400 ngàn một ký dâu tay các bạn. Có nhiều nơi người ta bán 450 các bạn, 450 ngàn một ký dâu tay các bạn. Tính theo cái giá hữu nghị. Tìm mấy cái trái cho nó đẹp. Trái này là không đẹp rồi. Còn hái để đi. Đây trong chậu này có một trái lớn mà cũng đẹp rồi các bạn ơi. Đây mình sẽ hái cái trái trong chậu. Trái nào thật chín và hột rồi thật đầy là mình sẽ hái đây các bạn. Ngồi đất. Mấy cái này là mình sẽ cắt làm giống được hết. Này chín cũng gần khô rồi. Thế này. Thôi. Hai cái này thức, cái này chắc hộp ngon rồi. Cái này hộp cũng tốt, tạm ngon đây. Cái trong chậu này đây. Đây là vật chính của mình đây các bạn nghe. Vật chính của mình đây bây giờ nó cũng còn rất là nhiều trái. Vật này là vật mới nhất năm nay đó các bạn. Mấy trái này để giống rất là đẹp các bạn ơi. Đây. Cây cũng tốt mà trái cũng xinh nữa. Các bạn thấy cây nó cao hơn một gang tay đó các bạn. Trái rất là xinh. Cho nên mình để giống là y bài đây các bạn ơi. Dùng thì bây giờ cũng không hết đâu. Cho nên nhiều bạn comment nói rằng chú ở xa, chú không bán được cây, không vận chuyển được cây, ship được cho các bạn. Thì chú nên phơi hạt cho khô. Rồi tụi cháu cần là tụi cháu cho mua. Cho nên để thực hiện cái lời yêu cầu của các bạn thì mình sẽ hái. Vật này cỡ khoảng 30-40 cây. Trái là rất là đẹp. Lựa tất cả những trái đẹp, trái lớn. Đây các bạn.
Ta hết rồi đó. Gần hết cái trong cái vật nè rồi các bạn ơi. Trái này nhỏ mình để riêng đi. Đây còn trái lớn nữa là trái cuối cùng của vật này đây. Cho nó vào. Mấy cây cuối cùng thôi, hết. Chắc là một xanh. Cái này cũng được. Thôi. Vậy là mình đã hái được một số dâu đó các bạn. Chắc chiều nay hết nắng rồi thì mình ngày mai mình sẽ làm một video tiếp tục cho các bạn xem mình ra giống cho nó. Mình ra trên mặt báo các bạn, mình sẽ cắt thái mỏng rồi mình sẽ phơi trên mặt báo. Bạn nào cần thì các bạn comment cho mình biết nha các bạn. Hái được một số dâu thì clip nó cũng đã dài rồi, cho nên chắc ngày mai mình sẽ làm một video. Những bạn nào cần thiết thì mình sẽ gửi cho các bạn với giá hữu nghị nha các bạn. Các bạn mới trồng dâu theo dõi cái dâu tay của mình. Đây là mới được một tuần lễ, mình phục hồi lại cho nó. Để khi nào là trái nó sẽ bung ra các bạn nhé. Thôi đến đây video nó cũng đã dài rồi các bạn. Mình xin dừng video. Chúc các bạn vui vẻ. Các bạn có thể giới thiệu giống của mình. Tại vì giống niêu này là một giống mà mình đã duy trì nó được 5 năm rồi các bạn. Giống niêu cũ của các bạn. Trái rất to và nó chịu nhiệt. Hết sức là chịu nhiệt cũng như nó rất mạnh nha các bạn. Dù bệnh hoạn nó vẫn ra trái mà nó vẫn xinh. Bây giờ mùa nắng này triệu chứng của nó cũng đã hết rồi. Các bạn nhìn thấy các bạn biết tất cả những cái chậu của mình bây giờ nó đều ra trái hết rồi các bạn nha. Chậu nào cũng có trái hết. Chậu này mình mới hái đây, còn bên đây là hoa đỏ các bạn. Thôi đây tới đây mình xin bye bye các bạn.